Thưa quý vị và các bạn, để làm rõ sai phạm của ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, cùng những người tại Tịnh Thất Bồng Lai, tòa đã triệu tập 15 nhân chứng, trong đó có nhiều cán bộ công an. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa dự kiến vào ngày 30 tháng 6 sẽ xét xử ông Lê Tùng Vân, bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, là chủ của Tịnh Thất Bồng Lai và 4 người khác về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt sẽ từ 2 cho tới 7 năm tù. Bị cáo cáo buộc vai trò chủ mưu nhưng do tuổi cao, sức khỏe nên ông đã được tại ngoại từ khi vụ án được khởi tố. Tham gia bào chữa cho các bị cáo có 5 luật sư, đại diện Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa với tư cách người bị hại. Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 15 nhân chứng bao gồm nhiều cán bộ công an huyện Đức Hòa, 8 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nhà chức trách đã kết luận hành vi của ông Vân và đồng phạm là cố ý xâm hại đến cơ quan nhà nước, tổ chức tôn giáo và các cá nhân. Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận đã tham gia vào những video như cáo buộc, song bà Cúc cho rằng những người tại Thiền Am vái lại ông Vân là để thể hiện lòng thành kính do tôn sùng ông này có đức hạnh như Phật. Còn Nhị Nguyên thừa nhận nội dung video đăng tải đã được cắt ghép và dàn dựng không đúng với thực tế, nhưng bị can không phải là người vu khống công an Đức Hòa. Liên quan đến vụ án này, bà Lê Thu Vân, 63 tuổi, là em gái của ông Lê Tùng Vân cũng bị khởi tố do có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự công an huyện Đức Hòa. Bà này cùng nhiều người khác đã tụ tập trước trụ sở công an huyện đòi cô gái tên Diễm My và la hét rằng công an huyện Đức Hòa đã bắt cóc người. Ngoài ra, trong một video khác, bà này còn có hành vi mạo danh Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Tuy nhiên, bà Vân đã đi khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đang truy tìm, khi nào bắt được sẽ xử lý.